À, chúc mừng tất cả mọi người, mình là Chi, mình đã ở XOL được gần 4 năm và bias của mình là Chan Chan. À, xin chào các bạn, mình tên là Kiều Anh. À, mình đã là XOL từ năm 2012, tức là đến nay là được 7 năm và bias của mình là Vic Chan. Mình là fan girl chân chính. Mình khá là tự tin rồi. Mình là fan girl chính hiệu. Ui. À. Sẵn sàng rồi. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, bắt đầu. X xuống debut năm nào? 2012. Năm 2012. Các khúc debut là gì? Ở Mama. Mama. Để tên các thành viên của nhóm và người yêu thích nhất. Ba Simin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Tanjoy, Dio, Kai, Sehun. Simin, Suho, Lay, Tanjoy, Baekhyun, Chen, Kai, Dio, Seul. Sinh nhật của Baekhyun là ngày 6 tháng 5 năm 1992. Sinh nhật của Chen là ngày 21 tháng 9 năm 1992. Sinh nhật của Dio là ngày 12 tháng 1 năm 1993. Sinh nhật của Chen là 27 tháng 11 năm 92. Baekhyun là 6 tháng 5 năm 92. Còn anh Suho là 22 tháng 5 năm 91. Và tên fandom của bạn là gì? Vì sao lại có tên đó? Tên fandom là XOL. XOL là viết tắt của EXO Love. Tên fandom của mình là XOL. Lúc đầu mọi người rất có vấn đề về cái tên này, nhưng mà sau khi được nghe giải thích thì em fan girl nào cũng vỗ tay hết. Đấy là đầu tiên là chữ cái L là nằm giữa chữ cái K và em, là do ban đầu nhóm debut với đội hình EXO K và EXO M. Thứ hai là XOL cũng có nghĩa EXO Love, tức là chúng mình dành thật nhiều tình yêu cho EXO. Fandom chúng mình là một We Are One. Kể tên tiêu đề của ba album, có full album EXO. Full album EXO. XOXO với cả Don't Mess Up My Tempo. XOXO, Exact và Exodus. Kể tên ba vật nuôi của thành viên EXO. Toben của Chanyeol này, Vivi của Seul này với cả Pyo của anh Suho. Mongryong là là thỏ Kogi của Baekhyun này. Tan là mèo của Simin và Pepper là chó của Dio. Tên của reality show gần đây nhất của EXO là gì? Cái gì lát đời. Du lịch nấc thang EXO mùa 2. Quên mất rồi. Chúc mừng các bạn đã qua được bài kiểm tra miệng cây trend, và bây giờ chúng ta sẽ đến bài kiểm tra 15 phút. Đây chính là lúc các bạn có thể chia sẻ những câu chuyện liên quan đến idol, chứng minh các bạn là XOL chính hiệu. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên, các bạn đã kết nạp vào gia đình của XOL khi nào và như thế nào? Mình thực ra mình thích EXO từ hồi mới debut. Thì thực ra mình là fan SM, cho nên là mình rất là chịu khó theo dõi những thông tin về SM. Thì đợt đấy ra teaser, đầu tiên ra ảnh thì mình thấy Seul và Luhan rất đẹp trai. Nhưng mà rất giống nhau nên là kiểu mình cũng hơi muốn tìm hiểu thêm một chút. Và sau khi xem What is Love thì Baekhyun chính thức trở thành bias của mình. Mình thì đầu tiên là thích một anh diễn viên nào đó mà đến giờ mình còn quên cả tên rồi. Sau đó đi xem show có anh ấy thì vô tình show đấy lại là roommate. Đầu tiên thì cũng không ấn tượng với channel lắm đâu, nhưng mà sau đấy có mùa hôm mà anh ấy đi diễn về xong rồi trang điểm rất bling và đánh đàn, thế là mình đổ luôn, đổ sạch, đổ triệt để. Mình thì cũng đi khá gần hết các concert của EXO ở đây rồi. Và concert mà mình nhớ nhất thì là EXODIUM Incore tổ chức ở sân vận động Chamcheong. Lần đấy thì mình đã rất là đầu tư và mình đã
cố gắng bỏ tiền ra mua vé rất sát sân khấu. Mình ngồi hàng 2, ngay trước cái extended stage. Ở bên kia nhảy artificial trước mặt mình. Mê dã man. Lần đấy là đáng nhớ nhất với mình, và mình nghĩ là một hai lần gì đấy biết trên có nhìn thấy mình, cho nên là mình cảm thấy rất vui và rất nhớ rất rõ lần đấy. Mình thì cũng đã đi concert rồi, và concert ấn tượng nhất với mình là Elysian in Seoul, tại vì hôm đấy Trang Nho đã bắn tim vào căng. Thực ra thì đi vào trong concert thì không được mang máy ảnh đâu, nhưng mà vì mình muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quan trọng, tại vì lúc đấy nếu mà kể lại mọi người là anh bắn tim với mình thì có ai tin đâu, nên là phải chụp lại trước đúng không? Bạn đã từng dự kiến được ngoài đời chưa? Ngoài đời chưa, không phải đi concert mà ở bên ngoài. Rồi. Thì hôm đấy là EXO tổ chức fansite cho album The World ở Sinchon, tức là lần chỗ mình ở. Và hôm đấy là open fansite, rất là hiếm khi mà EXO tổ chức open fansite. Thì hôm đấy tất cả các bạn fan thì cũng đã xếp hàng và đợi rất là lâu từ trước rồi. Và mình thì mình đã đi lên một cái quán cà phê ở gần đấy. Mình cũng xếp hàng từ sớm trước khi quán cà phê mở cửa, mình nhảy lên tầng 3, tức là ngay ở trên đầu các anh. Thế là mình cứ đứng ở trên đấy, xong các anh ký ở dưới thì mình gọi tên rồi thôi. Và bác Trần còn ngẩng lên vẫy tay khi mà mình gọi tên. Cho nên đấy là một trong những lần mà mình đã nhìn thấy bác Trần ngoài đời. Thực ra mình còn hay đi đợi các anh đến ở Music Bank. Và có cả cái hôm mà lớp Mirai các anh mặc đồng phục bóng mô dục ấy. Hôm đấy mình cũng thấy nữa. Không được yêu dạ mai. Không phải xinh. Nhưng mà lúc đầu các anh chạy vào, không biết là các anh tưởng là một bọn đang thế nào đấy. Các anh chạy vào đến nơi thì mới biết. Còn mình thì đi fansite đợt mới nhất, đợt lớp shop. Và thực sự là nhìn gần thì anh là cũng rất rất đẹp trai luôn. Đặc biệt là mũi cực kỳ thẳng. Thế nên bây giờ mình nhìn idol chỉ nhìn mũi thôi. Anh là mũi đẹp là vô cùng đẹp trai luôn. Mũi thẳng tắp. Đi fansite đấy thì câu chuyện hay thì hơi ít, nhưng mà câu chuyện buồn thì hơi bị nhiều. Đầu tiên là bias của mình là Chan, nhưng mà lúc đấy đến trước mặt Chan mình quá là run, nên là không thể nói được nhiều thứ được. Đến lúc mà thậm chí là vì lúc đấy còn hơi sợ nữa, lần đầu tiên đi fansite nên là không dám, lúc đấy đến Chan là người thứ hai thì không dám đưa card cho Chan vẽ. Thế nên là cảm thấy rất là tiếc vì những người đằng sau đấy có thể mình đấy có thể vẽ card được. Còn riêng đến Chan thì vừa run thì chớ lại còn quên nói rất là nhiều thứ, nên lúc đấy rất là tiếc. Còn với cả Sehun thì lúc mà ở đấy thì mình không nghĩ đến, nhưng mà lúc về thì mình đã nghĩ là lúc đấy chắc chắn là Sehun trêu mình, bởi vì lúc đấy mình hiểu Sehun vẽ con gà con và anh ấy cố tình không nghe rõ thì mình đang nói con gà con là con gì. Thậm chí mình còn đập cánh ở trên đấy, đến nỗi mà bạn đi fansite với mình còn bảo là ta nhìn thấy mày đập cánh ở trên sân khấu. Nhưng mà anh vẫn nhất quyết là em không biết em đang nói cái gì. Thế đến lúc mà mình bảo hát thì anh bảo là hát thì được mà, hát thì rất tốt. Xong rồi Sehun đã vẽ hát cho mình, nhưng mà vẫn nợ mình một con gà con. Kể về một lần idol làm bạn cảm động. Cảm động thì cũng không hẳn, nhưng mà cái đợt đấy là một đợt mình đi và mình rất nhớ, và là mình rất là thương của ba. Tại vì hôm đấy là hôm Music Bank Overdose, mà ngay sau khi team hẹn hò của Baekhyun bị dispatch tung ra. Và thực ra là hôm đấy thì mình cũng kiểu cũng cảm thấy rất là thương anh, cho nên là muốn đi để kiểu cổ vũ ấy. Và bình thường Baekhyun thì mọi người biết là lúc nào cũng rất là vui vẻ cười nói, nhưng mà hôm đấy thì buồn á. Hôm đấy kiểu cứ cúi mặt, xong rồi khi mà tất cả hôm đấy là recording Music Bank thì thông thường là sau khi mà diễn xong thì mọi người sẽ đi lên đằng trước để chào fan, nhưng mà Baekhyun lúc nào cũng chỉ đứng ở dưới xong rồi tự tập luyện một mình ấy. Thì mình thấy cảm giác là kiểu anh cũng cảm thấy rất là có lỗi với fan. Và nhưng mà vấn đề là fan Hàn hôm đấy thì rất là xấu tính, là kiểu mọi người kiểu cứ ngu ấy. Cho nên là chỉ có một vài bạn fan quốc tế thì cổ vũ cho Baekhyun thôi. Cho nên là hôm đấy thì cũng không hẳn là cảm động, nhưng là cũng là một buổi đi đua idol mà rất đáng nhớ, không chỉ là vui mà còn cho mình nhiều cảm xúc khác nữa. Câu hỏi của mình là kể về một lần bạn đua idol cảm thấy vô cùng thành công. Thì lần đua idol mà mình thấy vô cùng thành công là một lần mình đi xem concert, IBK concert ở sân vận động Jamsil trong nhà. Thì hôm đấy thực sự là đứng rất là gần luôn. Và không hiểu tại sao mà hôm đấy Bass Channel rất là ít người đến. Bởi vì khi mà teaser, ảnh teaser của Channel hiện lên thì rất là ít người hết. Nhưng mà hôm đấy lúc
Chang Hyun đi qua thì mình đã gọi rất là to, Chang Hyun oppa. Lúc đấy còn cầm ảnh, cầm máy ảnh. Thế là lúc đấy thì mình đã hạ máy ảnh xuống, bởi vì mình nghĩ là kiểu nếu mà được eye contact thì nên là eye contact chứ không phải cam contact, nên là mình nhìn theo Chang Hyun. Nhưng mà sau khi anh ấy bắn tim mình lần thứ hai trong đời. Và nhưng mà thậm chí lúc đấy lại không chỉ là bắn tim một phát rồi thôi, mà bắn tim và cứ nhìn mình đến tận lúc mà như kiểu là em không chụp ảnh, em không định chụp ảnh nữa. Thế là mình cũng không biết là lúc đấy có phải do mình tự tưởng tượng ra không, nhưng mà thực sự là mình đã có đến 6 hay 7 cái ảnh gì đấy cho cam contact. Tại vì là như kiểu là anh ấy bảo là mày không chụp ảnh anh đi à, thế là phải giơ máy ảnh lên chụp vội. Lúc đấy cảm thấy rất là vui luôn, như kiểu là được idol nhớ mặt. Đúng, với cả đúng hôm đấy thì ngoài Chang Hyun còn Baekhyun cũng vẫy cam nữa. Bias của em là Chang Hyun second là Baekhyun. Các bạn thấy fan girl kiểu Việt Nam ở khác thế nào? Khác lắm, vô cùng khác luôn. Thực ra thì tại vì mình sang Hàn Quốc từ năm 2012, tức là mình cũng không có cơ hội để fan girl EXO từ trước nhiều lắm. Rồi thì cho nên là mình cũng không rõ lắm là cái sự khác nhau như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là sang Hàn thì mình có rất nhiều cơ hội để được mình có thể nhìn tận mặt idol này. Rồi mình đi xem, ví dụ là mình xem show ở qua TV thì mình chỉ thấy các anh biểu diễn thôi. Nhưng mà ví dụ mình vào trong record thì mình có thể thấy là khi mà các anh biểu diễn thì các anh có tương tác thế nào với nhau này, tương tác thế nào với fan, thì mình cảm giác là rất là gần gũi với cả oppa hơn. Còn thì thích sau cả lần EXO đến Việt Nam, nên là khi mà mình là fan girl ở Việt Nam thì không có cơ hội để đứng ngăn EXO. Lúc đấy cảm thấy idol rất là xa, tức là không phải là xa kiểu như về cảm xúc mà và là xa kiểu như nếu mà mình muốn gặp thì sẽ mất là nhiều công sức, phải bay sang Hàn này hoặc là bay sang các đất nước khác để xem concert này. Nhưng mà khi ở Hàn thì đúng là oppa thật sự rất gần luôn, gần với dã man. Thậm chí là có một đoạn thời gian mà tuần nào mình cũng gặp EXO một lần, vì có quá nhiều sự kiện, có quá nhiều cái để hóng. Thậm chí là đến mức mà ngày xưa thì ở Việt Nam mà giả sử mà có idol nào đến là thì nào báo cũng đưa tin là fan ra sân bay chờ hoán loạn. Nhưng mà bây giờ sân bay Incheon thì chỉ cách chỗ mình khoảng độ tiếng rưỡi đi tàu, nhưng mà sáng sớm thì ở Pháp vẫn không chiến thắng được giấc ngủ, nên là anh đã trở thành một thứ quá bình thường. Cá nhân em thì em nghĩ là theo em thì mình nếu mà không mọi người không kiểu quá là quen thuộc với máy ảnh hay gì đó, thì nếu mà muốn lưu giữ khoảnh khắc thì có thể dùng điện thoại, về điện thoại không ai cấm mang vào concert. Thứ hai là lúc mà chụp ảnh, em có cảm giác là chụp ảnh xong thì nếu mà hôm nào mà chăm chú chụp ảnh quá là không nhớ hôm đấy anh diễn gì luôn, nói gì luôn, chỉ mải mê chụp ảnh thôi, đến lúc về không có một cái ký ức nào ngoại trừ những tấm ảnh. Nên là thế nên là nên lưu giữ khoảnh khắc, như anh Su nói là nên giữ khoảnh khắc bằng đôi mắt của mình. Nên là mọi người hãy chia đôi giữa việc chụp và cố gắng là nhớ hết cả moment và chi tiết ở trong hôm đấy, vì đời có mấy khi được fan girl nữa. Cái khúc nào mà các bạn rất muốn cho mọi người xem, hoặc là có một cái khúc nào mà các bạn muốn rất là yêu quý nó, các bạn muốn giới thiệu với nó? Em thì chắc là ngoài hai chú bé xinh xắn ở trên mặt bàn, ôi chết sao anh cứ rơi thế, thì có một cái đây là album fan size của em. Anh ký MT xong rồi vẽ trái tim. Xong rồi em còn lúc đấy em còn nói rất là nhiều lần là nói là thực ra lặp đi lặp lại luôn là kiểu anh ơi anh viết cho em chữ Shinanda đi, em thích cái chữ đấy của anh lắm. Xong rồi vẽ mặt cười và chấm than, mà anh cứ kiểu anh biết rồi, xong anh viết cho Shinanda. Nhưng mà mặc dù nhìn mặt anh như kiểu là tại sao con bé này nó lại viết Shinanda, làm cái gì ở trong album fan size nhỉ. Với cả hôm đấy thì vì không thể nhờ Trang vẽ cạc được mặc cái cạc của cái album đấy, thì kiểu Trang mặc một cái áo hở này, thế là em bảo là vì không vẽ được cạc này em đành dành phần sáng kiến của em cho cái cạc đấy, cho cái album. Em bảo anh ơi anh vẽ cho em cái khăn vào chỗ này đi, lạnh lắm. thế là anh vẽ cho em một cái khăn tam giác, mặc dù trước đấy thì anh không hiểu mục đích của cái khăn là gì, cho đến khi em bảo là anh ơi trời lạnh lắm. Trời, nghi chuyển rồi thì mình thấy mình không có gì làm. Thì mình nghĩ là chắc là mình cũng khoe cái đống này. Thực ra là mình nghĩ là fan EXO, nhất là các bạn ở bên này, thì cũng biết là Bias Weekend là khó kiếm được khác nhất, vì rất nhiều người tìm khắp Baekhyun, nên kể cả các bạn không biết Baekhyun thì cũng thích card, vì là Baekhyun nổi tiếng chụp cho ca rất xinh, cho nên là mình cũng có một bộ sưu tập rất nhiều những cái card mà mình đã lấy. Thực ra cái này thì có một số cái rất là hiếm khi mình bốc được card của Baekhyun, nhưng còn tất cả đấu này là mình phải lên trên mạng này, xong rồi mình tìm các bạn để mình đi đổi.
xong rồi mình lên trên Coex ấy. Nhưng cái hôm mà mời bạn ăn thì lúc nào các bạn cũng bày một chợ ra đấy để đổi card. Thì lúc đấy mà mình kiếm được card thì mình phải chạy ra đấy mình đổi ngay. Và mình còn nhớ những lần ra đấy có thỉnh thoảng có những Ajuma kiểu 40-50 tuổi nhờ cũng cầm khăn đi loanh quanh như này, xong rồi ai có biết không. Thế là mình cảm thấy là nói chung là niềm đam mê oppa của mình đã được chia sẻ với rất nhiều lứa tuổi. Đây thì mình tổng cộng có khoảng tầm gần chục cái và có thể có thêm của những oppa khác nữa, nhưng những cái này là những album sau, và càng về những album sau thì đổi khác càng khó, cho nên là mình cũng không đổi được nữa. Và ở đây còn có một số kiểu concert mình đi thì mình giữ cả mình giữ cả vé ở đây nữa. Đấy, thế thôi. Các bạn thực ra thì mình nghĩ là chắc là lời khuyên thì fan Zone rất là vui, nhưng mà cũng đừng nên là kiểu để nó quá ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ví dụ như ngày xưa thì cũng có một hồi mình rất là cuồng EXO, xong rồi mình đi đợi oppa, kiểu đi đợi thêm băm thông mà đợi qua đêm, đợi từ 3 giờ chiều hôm trước đến kiểu 10 giờ sáng hôm sau. Và tất nhiên là trong lúc xem được oppa thì mình cảm thấy rất là vui, nhưng mà cái lúc mà ngồi đợi nằm ở ngoài trời lúc ấy tháng 3, xong rồi rét rồi là rét, xong rồi mình cũng kiểu tự nghĩ là không, mình có nhà cửa tử tế, có chăn đệm đàng hoàng thì sao mình lại phải nằm đây. Cho nên là ở những cái lúc đấy, ở những cái trường hợp như thế thì mình có thể trải nghiệm một hai lần để mình biết. Nhưng mà nếu mà các bạn mà sang đây mà học chẳng hạn, mà ngày nào cũng chỉ để đi đu oppa thì cái mục tiêu mà mình sang đây để mình đi học đi làm thì nó có vẻ là nó cũng không được tập trung vào mục tiêu cho lắm, và mình sẽ không đạt được những thứ mà mình muốn khi mà mình sang đây. Mình thì cũng có lời khuyên giống chị Kiều Anh, bởi vì là theo mình thì nên đu idol với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Tại vì nếu không thì sẽ rất rất là ảnh hưởng đến những, không chỉ ảnh hưởng đến những cái việc như kiểu học tập, tiền bạc, thậm chí là nhiều khi mình cảm thấy rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nếu mà không có sức khỏe là sao mà đu idol lần tiếp theo được. Nhưng mà mình nên giữ gìn cho bản thân, kể dù đang cảm thấy rất cuồng hay là rất là muốn đi xem. Xin lỗi anh.